mẹ thầy, bởi vì thầy nuôi âm thanh của thầy cho nên thầy biết cái khổ. Do đó mà trước khi mà thầy tu chưa xong thì thầy nghe tin âm thanh của thầy bệnh, thầy biết anh chị em của thầy là người nào cũng có gia đình, chỉ có thầy là người không gia đình, cho nên thầy ở ngoài, thầy ở trên Hoàng Sơn, ở trên tu viện Chân Không, nghe tin được âm thanh của thầy bệnh, thầy về liền tức khắc, thầy nuôi âm thanh rồi. Coi như lúc bây giờ là thầy đang ở thành phố, thầy đang học tập chứ chưa phải là đi tu. Cho nên khi nghe thì thầy đi về thì nuôi âm thanh. Mà chính cái chết của âm thanh thầy nó mới thức tỉnh thầy. Chứ thầy hồi đó cũng còn ham danh lắm mấy con, chứ nói y như mấy con vậy đó, cũng muốn cho mình có bằng tiến sĩ, có cao, có siêu đồ, ngon lành, cũng đi nước này nước kia. Cái tâm thầy nó cũng như mấy con y vậy đó. Nhưng mà khi mà thầy nuôi âm thanh thầy rồi, thầy về thầy nuôi âm thanh. Lúc bây giờ thầy ở chùa Giác Ngộ, mấy con biết Giác Ngộ là thành phố Hồ Chí Minh đó. Thầy ở đó. Khi đó rồi thầy về, thầy về thầy nuôi âm thanh thầy. Thầy thấy trước khi mà chết ông trăn trở như vậy, thầy mới biết cái trăn trở đó chứ. Bởi vì chỉ có thầy nuôi thôi, thầy không để anh chị em nào mà già nuôi hết, chỉ có mình thầy. Ẩm bồng, đỡ lên đỡ xuống đều là do thầy, lúc ăn lúc uống đều là do thầy hết. Do đó khi mà ông thân thầy chết rồi, thầy nói chỉ còn con đường tu thôi chứ không còn cách nào. Con người khổ quá, trước khi chết khổ quá. Cho nên thầy xuống thành phố thầy dẹp hết. Trong khi Hòa Thượng Thiện Hòa đó làm cái người mà giúp đỡ thầy, sắp sửa thầy đi ra ngoại quốc để lập luận án tiến sĩ đúng không? Bỏ hết, bây giờ không có cần học tập gì nữa hết, bây giờ chỉ cần tu thôi. Thầy mới hỏi Hòa Thượng Thiện Hòa, ở trong nước chúng ta có ai là người tu thiền mà chứng đạo không? Hòa Thượng Thiện Hòa nói bây giờ chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ là người mới thấy được, tu hành thiền định mới thấy được, cho nên lập tu viện Chân Không. Bây giờ đó thì con muốn tu thì Hòa Thượng sẽ giới thiệu về đó. Hòa Thượng Thiện Hòa giới thiệu về thầy về đó đó mấy con. Cho nên sự thật ở đâu nó có gốc gác đàng hoàng, cho nên thầy mới về Hòa Thượng Thanh Từ thầy học tu, thầy học thiền thầy tu. Bởi vì nghe nói thiền là người ta nghĩ trong đầu óc của những người mà tu sĩ người ta thấy nó cao siêu lắm, mà nghe đâu có thiền là mê lắm chứ không phải sao. Mà cái thời đó là mấy con biết Đại Đức Suzuki là người Nhật Bản mà viết cái bộ sách thiền thiền luận đó, nó gây ra một sóng gió ghê gớm lắm. Do đó Trúc Thiền dịch ra Việt ngữ của chúng ta, cho nên lúc bây giờ đọc thiền là thấy mê rồi, tu sĩ người nào cũng mê hết, mà nghe Hòa Thượng Thanh Từ mở thiền là hàm lắm, đến là tu. Sau 3 tháng ở đó tu, tu rồi thì ở đó thì có 10 huynh đệ vô học tu đó thôi. Rồi sau khi mà 3 tháng ra hạ rồi, thay vì tiếp tục 3 năm chứ không phải là 3 tháng, Hòa Thượng đã nói tu tập ở đó 3 năm. Nhưng mà sau ở đó thì thầy nói Phật dạy thì ăn ngàn bữa, sao ở đây ăn dữ quá. Thầy vô đây 3 tháng lên 6 kg như thế này làm sao tu, trời đất ơi nó mập đấy. Cho nên vì vậy đó mà thầy mới bàn bạc với thầy, trong đó có thầy Điện Ấn, thầy Điện Ấn, mình phải tìm cái chỗ nào mình ôm pháp của Hòa Thượng mình tu, chứ mình ở đây mà ăn uống như tuổi này chắc là không bao giờ tới nơi tới chốn rồi. Mình phải tập cái hành như Phật, ăn ngàn bữa nè, hoặc ăn lá cây rừng gì đó để cho nó sống rồi tu thôi, chứ mình tu mà sướng quá như thế này ăn đồ bổ được không. Mà thiệt ra Hòa Thượng mở đó, ở cái thiền viện thì đồ ăn rất là ngon, rất là bổ đó. Cho nên thầy lên 3 tháng là cân lại, thầy thấy lên 6 kg, mặt tròn như thế này. Cỡ bây giờ mà thầy lên Chân Không, thầy ở mà nuôi dưỡng vậy đó, thầy chắc là ông già này chắc mập lắm. Không có ốm đâu, ăn uống vậy mà đâu có ốm nữa. Sáng ăn nè, trưa ăn nè, mà nửa bữa còn ăn thêm bánh trái nữa chứ không phải không đâu, sung sướng lắm đây rồi. Bởi vì nó đầy đủ quá, đầy đủ, người ta tập trung, Phật tử người ta tập trung, người ta thương quý thầy lắm, người ta cũng nhiều nhiều, làm sao mà bỏ được, cứ ăn. Do đó thầy mới rủ huynh đệ đi. Thì hai ông này có đi ra Hoàng Sơn mới biết chứ thầy tới giờ có bao giờ đi ra Hoàng Sơn. Cho nên hai ông này mới dẫn thầy ra đó mà tập trung, về đó mà tu tập. Sau khi mấy ông này họ tu với thầy, tu không lại, họ sống họ đi chơi chỗ này chỗ kia cho nó thoải mái thôi, còn thầy thì quyết tâm đi tìm tu. Cho nên lúc bây giờ mấy ông đi qua bên Hà Tiên đi Tô Châu đồ chơi, thầy nói thôi tôi tu với ai mà đi chơi với mấy ông vậy được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ rời mấy ông đó, thầy về thì tâm mẹ thầy bắt đầu thầy trở ra một mình, thầy đến Hoàng Sơn để ở tu 9 tháng rồi. Ở đó tu 9 tháng, sau đó thầy mới về Trảng Bàng để sống gần bên mẹ mình trong khi chiến tranh ngút ngàn. Thì từ 71 cho đến 75 là đất nước chúng ta, năm 75 là giải phóng, cho nên đất nước chúng ta lúc bây giờ chiến tranh ghê lắm.
Nhưng mà thầy thì cũng gan dạ lắm, về có một cái tháp ở trong cái vùng của cao đài, bởi vì chỉ có chú Di cao đài nó mới yên thôi, chứ ở ngoài là không bao giờ yên được. Thì về có thất, mẹ thầy nỗ lực tu học, vừa là để an ủi mẹ mà cũng là vừa tu tập, mà cũng để vừa dạy mẹ. Cho nên mẹ thầy chết rất tốt, mấy ba thầy chết rất xấu mà mẹ thầy chết rất tốt. Thì về đó thì tu tập làm gương cho mẹ thầy, mà thầy viết ra một cái tập sách để cho mẹ thầy, tập dở mỏng vậy thôi, thì cô động lại cách thức tu tập như thế nào. Thầy khuyên mẹ, mẹ hãy nỗ lực, mẹ tập luyện như thế này, mẹ nghiên cứu kỹ như thế này, không có cầu nguyện ai cứu khổ mình được đâu, không có niệm Phật, mà mẹ cứ nương theo cái chỗ này mà tu tập. Thầy tu sao thầy biết y như vậy, thì mẹ thầy cũng làm y như vậy, nghe con mình thấy nó từ ở trên núi mà đi về tu thì phải tin nó thôi. Cho nên mẹ thầy là tu tập vậy thôi. Xong rồi sau khi mà mẹ thầy chết, thầy nói rất là êm ấy con. Mẹ thầy nói bây giờ sao mẹ hay nhức cái chân này quá, thì thầy xoa bóp cái chân mẹ thầy, nó nhức cái tay thì xoa bóp cái tay. Nhưng mà trong có vòng có 3 bữa thì mẹ thầy ra đi nữa. Nó đi rất an ổn, không có, nó chỉ như là mình bị nhức khớp xương vậy thôi. Mà đó là cái hoại diệt của cái cơ thể nó báo vậy, mà do cái pháp tu mà cái cơ thể mà nó nhẹ nhàng đến cái mức độ đau bệnh như vậy đó. Cho nên vì vậy nghe nhức cái chân là thầy rờ nhức chân, con rờ tới đâu sao mẹ thấy hết đau vậy. Thầy nói không phải, tại cái tâm của mẹ nó bất động, do nó tương ưng với con rờ thì nó hết vậy thôi. Chứ sự thật ra thì mẹ thầy nói đâu thì rờ đó, mà rờ đâu đó thì mẹ thầy nó không có đau đớn nữa, rồi nằm yên ổn như vậy thôi. Tới chừng chết cũng rất yên ổn. Mẹ thầy nói như thế này: mẹ thấy chắc mẹ không sống được nữa, chắc mẹ phải ra đi thôi, chứ không thể nào mà sống với mấy con được. Nhưng mà mẹ cũng biết được cái phương pháp tu tập của con giúp cho mẹ được an ổn, mà bây giờ coi như là mẹ cũng hết số rồi. Và nói với thầy vậy mà. Rồi trong khi đó thì hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau vậy. Rồi cái mẹ thầy chỉ nằm yên lặng một chút xíu thì hơi thở tỉnh, hơi thở ngưng lại, chết. Mà cách rất không đau đớn gì hết. Thầy nói đúng là pháp Phật hay thì chỉ có giữ tâm bất động của mình thôi. Sau khi nói chuyện xong thì thầy thấy bà thở một cách rất nhẹ nhàng, tức là tâm nhiếp trong bất động tâm. Do đó bà ra đi, khi mà cái hơi thở dừng rồi thì bà ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn chỗ nào nữa hết mấy con. Nhưng mà thầy biết khi mà nhức chỗ này nhức chỗ kia là cái cơ thể rã rời. Nhức sơ là tại vì cái tâm bất động nó không bị, nó không bị như người chưa có giữ được tâm bất động, cho nên nó phải đau khổ nhiều. Còn cái này giữ được cái tâm bất động thì cái thọ nó phải trả cái quả của cái thân đó, thì nó phải nhức những cái khớp xương chỗ này chỗ kia, mà hãy nhức chỗ nào thì rời chỗ đó. Mà bà nói sao mà con hay quá, con rời chỗ nào làm như có thuốc ở chỗ đó. Sự thật là thầy có bàn tay mà trị bệnh bao giờ. Nhưng mà thầy nói nhắc mấy con, có nhiều người có bàn tay trị bệnh mấy con. Trị bệnh bằng gì? Bằng tưởng quẩn của họ, bằng cái tưởng mấy con. Chứ họ không phải màu nhiệm gì đâu. Nhưng mà có nhiều người có bàn tay trị bệnh mấy con. Có ông thầy nước lã, ổng cứ lỡ cái ly nước như thế này, ổng chỉ cầm ly nước đưa uống về hết bệnh mấy con. Có chỉ có bàn tay ổng đưa vô đó thôi thì hết bệnh. Đó là cái tưởng quẩn. Còn thầy biết sử dụng, biết sử dụng cái tưởng của mình. Cho nên thầy cứ ở trong đầu thầy nghĩ rời như vậy là mẹ mình phải hết. Mà thật đúng là thầy rời cái hạng nhất. Có mấy con bắt trước thì mai mốt mấy con rời, mấy con nghĩ hết bệnh. Nhưng mấy con phải nhớ nhiếp tâm chưa được, chứ mấy con nhiếp tâm được là nó không hết á. Không, nó thật sự trong người mình nó có cái phương pháp hay thiệt mấy con, mà thầy gọi là tưởng quẩn. Cho nên những cái người mà có bàn tay trị bệnh, có cái đôi mắt trị bệnh, có những cái cảm giao cảm những trị bệnh đều là do tưởng của chúng ta làm ra. Chứ cái ý thức của họ không thể trị được đâu, không thể trị đâu, họ trị bằng cái tưởng của họ mới được, trị bằng cái tưởng quẩn của họ. Cho nên ở đây tất cả những cái này mấy con có đủ hết rồi, mấy con cần triển khai nữa mấy con, đừng bỏ ủng quá. Mấy con có thuốc thang thần dược của mấy con, là cái tưởng quẩn của mấy con, thì mấy con triển khai để trị bệnh mình sướng sao. Bây giờ tôi triển khai vô bàn tay nè, bây giờ vuốt cái chỗ đầu đau này, vuốt cái vậy hết đau, thì cái tưởng nó sẽ hoạt động ngay trên cánh tay của mấy con. Còn vuốt một cái vậy nó hết đau mấy con, nó hay lắm mấy con. Tại vì thầy biết sử dụng nó cho nên thầy biết nó hay lắm.